Này Khánh Hỷ, ta nay đem kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này ở trước vô lượng đại chúng trời người A Tố Lạc vân vân phó chúc cho ông. Này Khánh Hỷ, nay ta nói với ông, có các tịnh tín muốn chẳng bỏ Phật, muốn chẳng bỏ Pháp, muốn chẳng bỏ Tăng, cũng muốn chẳng bỏ sở chứng quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, quá khứ vị lai hiện tại, thì nhất định chẳng nên bỏ kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế. Này Khánh Hỷ, đây là Pháp dạy bảo trao truyền cho các đệ tử của chư Phật chúng tôi. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào đối với kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này, ưa thích lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, như lý tư duy, dùng vô lượng cách vì người rộng nói, phân biệt khai thị, trình bày an lập, khiến họ dễ hiểu, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy mau chứng quả vị giác ngộ cao tột, sắp viên mãn trí nhất thiết trí. Vì sao? Vì quả vị giác ngộ cao tột, sở đắc của tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, đều nương vào Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế mà được phát sanh. Khánh Hỷ nên biết, Như Lai ứng chánh đẳng giác quá khứ, cũng nương vào Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế mà xuất sanh quả vị giác ngộ cao tột. Như Lai ứng chánh đẳng giác vị lai, cũng nương vào Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế mà xuất sanh quả vị giác ngộ cao tột. Tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác hiện tại đang thuyết pháp ở trong các thế giới, khắp Đông Tây Nam Bắc, bốn phía trên dưới, cũng từ Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế mà xuất sanh quả vị giác ngộ cao tột. Vì vậy, này Khánh Hỷ, nếu Đại Bồ Tát muốn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thì nên siêng năng tinh tấn tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế là mẹ của các Đại Bồ Tát, sinh ra các Đại Bồ Tát. Khánh Hỷ nên biết, nếu Đại Bồ Tát siêng học sáu phép Ba La Mật Đa, thì sẽ mau chứng đắc sở cầu là quả vị giác ngộ cao tột. Vì vậy, này Khánh Hỷ, ta đem kinh điển sáu phép Ba La Mật Đa sâu xa này ở trước các đại chúng phó chúc cho ông. Ông phải nghiêm chỉnh thọ trì, chớ để quên mất. Vì sao? Vì kinh điển sáu phép Ba La Mật Đa sâu xa như thế là pháp tạng vô tận của chư Như Lai ứng chánh đẳng giác, tất cả Phật Pháp từ đây xuất sanh. Khánh Hỷ nên biết, pháp hiện đang nói của tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác hiện tại ở trong các thế giới khắp Đông Tây Nam Bắc, bốn phía trên dưới đều được lưu xuất từ pháp tạng vô tận của sáu phép Ba La Mật Đa này. Pháp đã từng nói của Như Lai ứng chánh đẳng giác quá khứ đều được lưu xuất từ pháp tạng vô tận của sáu phép Ba La Mật Đa này. Pháp sẽ nói của Như Lai ứng chánh đẳng giác vị lai cũng đều được lưu xuất từ pháp tạng vô tận của sáu phép Ba La Mật Đa này.